Hít vào hai tay đan lại trước ngực, thở ra để căng tay về phía trước mặt, để căng lòng bàn tay. Hít vào thu hai tay lại, thở ra vươn thẳng tay lên trần. Hít vào trùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Thật ra để căng ngực về trước, hơi nâng cằm lên một chút. Lặp lại một lần nữa. Hít vào thu tay, hai tay đan trước mặt. Thật ra để căng tay về phía trước. Hít vào, co hai tay lại. Thật ra vươn thẳng tay lên trần, đẩy ngực lên. Hít vào trùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Hít vào trùng tay, thở đẩy căng ngực về trước. Một vòng nữa. Hít vào, hai tay đan lại trước mặt, thở đẩy căng lòng bàn tay, đẩy ngực lên. Hít vào thu tay, bình tĩnh. Thở ra vươn lên, lật ngửa lòng bàn tay lên trần. Hít vào trùng tay đan lại sau lưng. Thở ra duỗi thẳng tay, đẩy ngực lên, đẩy ngực lên. Hít vào buông tay, hai tay vươn hàng lên. Thật ra tay phải kéo khuỷu tay trái vào sau đầu. Giữ nguyên động tác. Hít thở trầm. Đẩy ngực lên. Chúng ta hơi đẩy cái khuỷu tay phải về phía sau. Giữ nguyên. Hít vào lại vươn tay, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Thật ra đổi tay. Lách cái khuỷu tay phải vào sau đầu. Nhìn thẳng về trước. Toàn bộ bài tập ngày hôm nay thì hít thở chậm và đều. Giữ lưng thẳng. Hít vào, hạ tay xuống, tư thế vặn mình, thật ra xoay vặn sang bên trái, nhìn về sau. Mắt nhìn vào vai, nào tay phải chúng ta giữ đầu gối. Tay trái chống xuống thảm, chống bằng ngón tay. Mắt nhìn vào vai, bên trái. Giữ lưng thẳng. Nhìn vào vai, nó xoay cả cổ về sau, cảm giác là hơi căng căng phần cổ ấy. Hít vào xoay người lại, thật ra sang bên phải, nào sang bên phải. Hãy nhìn vào vai, đẩy ngược lên, giữ thẳng lưng. Hít thở trầm. Từ từ xoay người lại. Chống tay xuống thảm, cánh tay và đùi vuông với sàn. Hai thách đều và đẩy căng các ngón tay ra ngoài. Hít vào kéo cong mông. Nhấc cao vai, nhấc cao vai. Thở ra, cuộn tròn người lại, gập sát đầu xuống.
Hít vào, hạ vong lưng, nhấc cao vai, kéo cao mông lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gập sát đầu xuống, để căng cánh tay. Hít vào, hạ vong lưng, nào cánh tay của chúng ta vuông góc về sàn, đùi lại tay một chút. Thở, cuộn tròn người, gập sát đầu xuống, nào tập trung. Hít vào, hạ vong lưng, ngẩng đầu lên. Thở, cuộn tròn người lại, gập đầu xuống, cánh tay vẫn giữ thẳng. Hít vào, hạ vong lưng, nhấc cao vai lên, cái mang tai và cái vai chúng ta nó xa nhau. Thở, cuộn tròn, gập đầu xuống. Một lần nữa, thẳng tay, thẳng cánh tay. Hít vào, hạ vong lưng, nào thẳng cánh tay nhé, đừng sáng tạo nữa. Thở, cuộn tròn. Lắng nghe. Hít vào, nâng gối lên, tư thế tấm ván. Tư thế tấm ván. Động tác thực hiện chậm, mình cố gắng để ý một chút. Tấm ván. Hở, hạ vong lưng xuống, đẩy ngực lên, là nhấc vai lên, kéo giãn cái vai. Hít vào, gật đầu lại, siết cơ bụng. Nâng lên, tư thế chó dưới mình, để cao mông. Cứ kiễng gót chân lên cũng được nhé. Để cao mông. Hít vào tấm ván. À, giữ tấm ván. Siết cơ bụng lại, cả cơ đùi nữa. Hờ, hạ vong lưng xuống, đẩy ngược lên. Mở vai, mở vai. Hít vào, gật đầu lại, siết cơ bụng, nâng lên, thế chó dưới mình. Thật ra nhấn, hoặc đẩy cao mông lên cũng được. Trường tấn, hít vào bước chân trái lên vào giữa hai bàn tay. Thật ra dưới thẳng lưng nhìn về trước. Chúng ta đẩy căng chân sau với lòng bàn chân sau vuông góc về sàn. Đẩy ngược lên. Đầu gối chân trái gần chạm vào bắp tay bên trái. Độ cao của hai mông bằng nhau. Đẩy ngược lên, siết bắp đùi lại. À, chỉ siết bắp đùi lại nhé. Đẩy cao mông bên phải lên. Bình tĩnh. Hạ gối sau, hai tay đặt lên gối trước. Hạ thấp mông xuống. Để kéo căng, kéo giãn mặt đùi. Cái cẳng chân đằng trước của chúng ta vuông góc về sàn. Nếu có ai cả với căng phần gối thì gạch ở ngay bên cạnh, lấy gạch hỗ trợ, để chống tay phải lên bên gạch. Thấp thấp mông, thẳng lưng. Tư thế đè gối. Đẩy thẳng chân trái, lùi về sau, giữ thẳng lưng. Cái bắp đùi chân phải chúng ta vuông góc về sàn. Bắp đùi chân đằng sau ấy, vuông góc về sàn. Chân trước duỗi thẳng. Giữ lưng thẳng, đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Tất nhiên tùy độ dẻo của mỗi người. Nếu cảm thấy rất là căng thì tay phải sẽ chống lên viên gạch. Nếu không thì cứ giữ nguyên. Nếu muốn căng hơn thì hãy gập người phía trước. Tất nhiên gập chậm thôi. Đây vẫn là phần khởi động cơ bản thôi. Hãy ngẩng đầu lên, tạo mình thói quen thẳng lưng. Cứ giữ tĩnh. Từ từ chùng chân trái. Tấm ván này.
Hít vào bước lùi lại tầm ván. Siết cơ bụng và cơ đùi lại. Giữ tĩnh. Hờ, hà vong lưng xuống. Điều chỉnh bàn tay nhé. Cái bàn tay mà trụ lực chúng ta để căng các ngón tay ra. Lấm chắc, nó khỏe cái cổ tay. Hít vào gật lại, siết xong cơ bụng rồi nâng lên để tránh bị trường hợp bị đau lưng. Hờ, nhấn xuống hoặc đẩy cao mông lên cũng được. Chúng ta đổi bên. Hít vào bước chân phải lên trường tấn. Chúng ta bước cao lên vào giữa hai bàn tay. Chúng ta đẩy ngực lên nhìn về trước. Mới đầu thì mình sẽ ngẩng đầu để tạo cho thói quen thẳng lưng. Nhưng về sau chúng ta sẽ chỉnh là cái cổ của chúng ta ấy, nó thẳng theo đốt sống ngực. Nghĩa là khuôn mặt hơi nhìn xuống dưới một chút. Siết chặt bắp đùi chân trái lại. Cái đầu gối chân phải sẽ hướng thẳng vào gương. Hoặc hướng thẳng theo chính hướng bàn chân. Hạ gối chân sau, hai tay đặt lên gối chân trước, đẩy ngược lên, tập trung sự kéo giãn mặt đùi chân đằng sau. Trong một số trường hợp chân đầu gối của chúng ta nó bị yếu, cảm thấy hơi tức hoặc khó chịu ấy, thì mình sẽ sử dụng dụng cụ nhé, chống tay trái lên viên gạch, mục đích là giảm bớt cái sức nặng cơ thể nó đè lên đầu gối. Có thể là đỡ tránh để thâm gối. Thẳng lưng. Nếu chống bên gạch thì sẽ chống sang bên trái. Thẳng lưng. Rồi chống tay xuống thầm. Bình tĩnh này. Hít vào bước lên, chụm sát hai chân. Giữ thẳng sống lưng. Đẩy ngược lên. Chúng ta gập người xuống, áp người gần vào chân. Đẩy ngược lên. Hít vào buông, thả lỏng hai tay, thả lỏng vai, thả lỏng cổ. Chúng ta với chạm tay xuống thảm, tư thế tay chân. Tiếp tục thẳng lưng. Nào tay không chạm vào xuống thảm thì chạm vào đầu gối cũng được. Hít vào thả lỏng người, đứng lên. Hai tay dang ngang vươn lên, bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm, hai chân chụm sát vào nhau. Cách biến thể của bài chào mặt trời. Hít vào tay dang ngang vươn lên, nhấc cao vai. Thật ra vươn dài người về trước, áp người gần vào chân. Tay có thể nắm bắp chân hoặc cổ chân. Mỗi lần đến động tác này sẽ căng hơn một chút. Hít vào buông, thả lỏng hai tay, cúi đầu xuống. Hờ, chạm tay gần ngón chân, đẩy ngực lên. Cố chỉnh thẳng lưng mỗi ngày. Hít vào bước hoặc nhảy lùi lại tầm ván. Tầm ván, gồng chắc cánh tay nào. Thở, hà vong lưng xuống, mở rộng vai ngực, đẩy căng lồng ngực về trước. Hít vào gật lại, siết xong cơ bụng đã, rồi mới nâng lên tư thế chó dưới mình. Khi siết cơ bụng nâng lên, mọi người cảm thấy cơ bụng rất là khỏe, đó. Cái sống lưng. Thở đẩy cao. Hít vào chùm gối, bước hoặc nhảy lên, bước cũng được. Gối yếu thì bước lên, đẩy ngược lên. Thật ra gập người xuống. Chú ý là hướng trán về phía cổ chân, mỗi lần tăng độ căng hơn một chút. Hít vào buông, thả lỏng hai tay. Thả lỏng mềm người ra, cúi hẳn đầu xuống, lỏng tay. Hờ, chạm tay xuống thầm, hào dướn cằm, đẩy ngược về trước.
tay chạm cổ chân, đẩy ngực. Hít vào, đứng lên, hai tay dang ngang, vươn lên, nhấc cao vai, hai tay chắp lại trước ngực, trùng sát hai chân. Lặp lại, hít vào, hạ tay xuống, tay dang ngang, vươn lên, đẩy ngực lên. Thật ra vươn dài người về trước, nào duỗi dài sống lưng, áp sâu người xuống, nhưng cố gắng thẳng lưng. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Động tác này phải mềm một cách thực sự luôn ấy. Thả lỏng cánh tay ra, thở, chạm tay xuống thẳng, đẩy ngược lên. Hít vào, bước hoặc nhảy lùi lại. Từ đây tấm ván, nào gồng chắc cơ bụng, gồng chắc cơ đùi. Thở, hà vong lưng xuống, đẩy ngực về trước nhá. Để tránh bị đau lưng, chúng ta tập trung vào đốt sống ngực. Và nhấc cao cái mang tay lên, đẩy ngực. Hít vào, gập xong đầu lại đó, siết cơ bụng rồi mới nâng lên, làm đúng trình tự. Thật ra đẩy cao mông, hai bàn chân chúng ta song song với nhau. Hít vào, bước lên và giữa hai bàn tay, bước chân lên. Nó kéo tay lên gối, thẳng lưng đã, đẩy ngực. Hờ, gập xuống. Áo mới gì chứ? Mới này. Hít vào, buông tay, cúi đầu xuống. Áo đỏ này là áo mới mà. Hờ, chạm tay, đẩy ngực lên. Đẩy ngực lên, là thẳng lưng, thẳng lưng. Quan trọng phần thắt lưng ấy. Hít vào, thả lỏng người, đứng lên. Hai tay vươn. Thật ra hai tay chắp lại trước ngực. Tiếp tục, hít vào, hai tay dang ngang, vươn lên. Nhấc cao vai. Thật ra vươn dài về trước để kéo giãn toàn bộ sống lưng, toàn bộ phần chân. Và tất nhiên mỗi lần căng thêm một chút. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Các lại cố gắng mềm, cảm giác giống như mình chả làm gì cả. Đang bị gồng, thả lỏng. Thả lỏng. Thở, chạm tay xuống. Đẩy ngược lên. Ưỡn ngược lên. Hít vào. Bước lùi chân trái về sau. Chân trái thôi. Bước xa mà. Hạ gối xuống. Thở ra đã. Hạ gối trái xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Nén thở, ngả về sau, gồng cơ bụng. Tay gần nhau, tay gần nhau. Hạ tay xuống. Thở ra. Chỉ chúng ta bước chuẩn để cảm nhận cơ đùi. Hít vào, dừng bàn chân, siết cơ bụng. Lùi lại tấm ván. Là chống chắc đã rồi mới bước chân. Hờ, hà vong lưng. Thì đến rắn mà, hạ thấp mông xuống. Ngẩng đầu lên đi, ngẩng đầu lên để nhìn quan sát. Hít vào, gật đầu lại, siết xong cơ bụng đã. Nâng lên, tư thế chó dưới mình. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Thật ra để cao mông. Hơi nhấn vai xuống một chút. Đúng rồi. Hít vào, bước chân trái lên vào giữa hai bàn tay. Cứ chân trái, đừng ai đổi chân. Hạ gối sau. Thở ra. Thấp mông xuống. Hít sâu, nén thở. Vươn tay, gồng bụng, căng chân. Ngả về sau, tùy theo sức của mình. Hạ tay, chống tay xuống thảm, thở. Lên. Hít vào, bước chân phải lên. Rút cao tay lên gối. Nào đẩy ngược lên để thẳng lưng đã. Kéo cong mông.
Tra trượt tay sâu xuống cổ chân. Hít vào, thả lỏng cánh tay, cúi đầu xuống. Thả lỏng nghĩa là không làm gì cả, không phải đung đưa tay. Thở chạm tay xuống, tư thế tay chân đẩy ngược lên. Hít vào, thả lỏng người, đứng lên. Hai tay dang ngang vươn lên. Ta, hai tay chắp lại. Một lần nữa. Hít vào, hai tay vươn. Nhấc cao vai. Ta vươn dài người về trước, gập người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Mềm bàn tay ra, mềm cả phần cổ. Thở chạm tay, tư thế tay chân. Nào đẩy ngược lên. Hơi ngẩng một chút thôi, không cần nhiều quá. Hít vào, lùi xa, chân trái về sau. Hạ gối xuống, thở. Cái cẳng chân đằng trước ấy, nó vuông góc với sàn. Hít vào, hai tay vươn. Nó căng chân, gồng bụng, ngả sau. Chúng ta phải siết cái nhóm cơ lại, nó hỗ trợ cho phần xương của mình. Hạ tay xuống, thở ra. Dựng bàn chân. Hít vào xong này. Nén thở, rút chân phải về sau, tâm ván. Rút phát thành tâm ván luôn. Thở, hạ vong lưng, đẩy ngược lên. Nhấc vai này, nhấc vai. Để căng ngực. Hít vào, gập xong đầu lại đó. Siết cơ bụng nâng lên. Siết xong cơ bụng. Thật ra đẩy cao mông. Nào đẩy cao mông. Chân trái nhá. Hít vào, bước chân trái lên vào giữa hai bàn tay. Nào lân lên, lân lên. Hạ gối xuống, thở ra. Hít vào, hai tay vươn. Nén thở, ngả về sau, gồng cơ bụng, gồng cả cơ đùi nữa. Bình tĩnh. Hạ tay xuống, thở. Lên. Hít vào, bước chân phải lên. Hai chân chụm sát. Thật ra gập người xuống. Động tác rất cơ bản. Mỗi lần chúng ta tăng độ căng hơn một chút. Hít vào, buông, thả lỏng tay. Động tác thiên về cảm nhận ấy. Thả lỏng cổ và vai. Thở, chạm tay xuống thẳng. Đẩy ngực lên. Hít vào, thả lỏng người, đứng lên. Hai tay vươn. Thật ra, hạ hẳn tay xuống. Hai chân chúng ta cách rộng bằng vai. Lấy cạnh trong làm chuẩn. Hai chân song song với nhau. Thể hiện phần cơ đùi, cơ bụng và cả cơ mông nhé. Hít vào, hai tay vươn. Siết cơ đùi, gồng cơ bụng. Ngả về sau một cách từ từ. Chú ý tay không, đầu không vượt quá tay nhé. Đẩy phần bụng về trước. Đứng lên. Ta vươn dài về trước, gập người xuống. Áp người gần vào chân. Chúng ta tập trung vào nhóm cơ đùi này, cơ bụng và cơ mông khi ngả về sau. Hít vào, đứng lên. Nén thở. Tay vượt qua đầu nhá, chú ý. Ngửa về sau từ từ, theo cái sức của mình thôi. Mục đích chúng ta là tăng lượng cơ, không cần ngả xa. Đứng lên. Thật ra vươn dài về trước. Áp người xuống. Hãy tập trung chính vào cơ đùi và cơ bụng. Còn việc ngả xa bao nhiêu thì tùy, không quan trọng. Hít vào, hai tay vươn lên. Nén thở xong đã, siết xong cơ đùi đã. Hơi đẩy bụng về trước, gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng. Người đã hơi rung nhẹ lên một chút đấy. Đứng lên. Thật ra vươn dài về trước. Mọi sự chuyển động, khi cơ chúng ta khỏe hơn thì phần xương khớp nó không phải chịu tải đi. Mình sẽ không bị đau xương khớp.
Hít vào, hai tay vươn lên. Làm đúng trình tự. Nén thở, siết cơ đùi. Đẩy bụng về trước, tiếp tục gồng cơ bụng. Không cần ngả nhiều đâu, gồng mạnh vào, gồng mạnh vào. Đứng lên. Thật ra vươn áp sâu người xuống để kéo giãn chân. À, tiếp tục. Hít vào, hai tay vươn lên. Nén thở, gồng cơ đùi, làm chậm nữa. Ngả về sau. Chú ý là tay vượt quá đầu nhé, để cho an toàn. Gồng bụng, đứng lên. Thở ra, tay vượt quá đầu. Chứ đầu vượt quá tay thì chúng ta hay bị choáng. Hít vào, hai tay vươn lên. Không cần ngả nhiều đâu, làm chậm để cảm nhận đi. Tập thiên về cảm nhận. Siết cơ đùi, gồng cơ bụng ngả sau. Thả lỏng cổ á, thả lỏng cổ á. Rồi đầu lại nhìn về trước. Đứng lên. Thật ra vươn gập sâu người xuống. Thêm một lần nữa. Hít vào, hai tay vươn lên. Chậm thôi. Nén thở, siết cơ đùi. Ngả về sau, gồng cơ bụng, tập trung cơ bụng. Đứng lên. Thật ra, gập người xuống. Từ từ buông tay khỏi chân, thả lỏng vai, thả lỏng cổ. Tay của chúng ta sẽ không chạm xuống sàn. Muốn thả lỏng, hãy tập trung vào vị trí đầu cơ vai trước. Nghĩ đến cơ vai. Đừng cử động, không nhúc nhích, không làm gì cả. Thở ra, mình thả lỏng vai. Không lắc tay. Đây không phải là thả lỏng, đây là đang gồng cánh tay của cô. Nên cánh tay nó mới điều khiển này. Khi thả lỏng cánh tay mình nó sẽ vuông góc với sàn. Nó sẽ mềm ra. Còn đây là gồng cứng rồi. Cứ bình tĩnh, tập trung. Thả lỏng. Không làm gì cả, thả lỏng là cảm giác giống như ai đó đang massage cho mình ấy. Cơ nó đang không cử động. Nó đang bị gồng. Đó là lý do tại sao chúng ta hay bị mỏi cơ như vậy. Đầu thì thả lỏng, nhưng người thì siết cứng lại. Giống như trời lạnh ấy. Chúng ta hay bị mỏi cơ khi ngoài đường mà mặc không ấm. Cảm giác cái cánh tay mình nó buông hẳn ra. Thì mặc định nó sẽ vuông góc với sàn. Cái cảm giác giống như là trên mặt nước ấy. Đặt tay nó lổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc cần siết phải siết, lúc cần lỏng sẽ lỏng. Rồi tiếp tục. Thế đấy trường tấn. Hít vào lùi xa, chân trái về sau, chân trái. Thật là giữ. Điều chỉnh thật chuẩn này. Cẳng chân phải đằng trước vuông góc với sàn. Ngón tay chống xuống thảm, chống bằng ngón tay thôi. Chống ngang với cả ngón chân. Đẩy căng chân sau, siết cơ đùi chân sau lại. Toàn bộ sức nặng cơ thể tập trung lên hai đùi. Tất nhiên ở góc độ này thì sức nặng nó không bị nhiều. Toàn bộ phần thân cảm giác như tạo thành một đường thẳng, bao gồm từ chân, mông, lưng và đốt sống cổ. Bình tĩnh, hạ gối sau xuống này. Xoay bàn chân phải sang bên phải một góc 45 độ. Chống hạ hai khuỷu tay xuống thảm. Hạ hai khuỷu tay xuống thảm. Làm chậm thôi để lách lách cái khớp háng và đầu gối. Nếu cần thiết hãy nhích gối cái bàn chân phải ra ngoài một chút. Nó sẽ dễ hơn. Chậm nhá. Chậm. Đẩy ngực lên. Đẩy ngực lên. Chúng ta cảm nhận các vị trí về khớp háng và đầu gối của mình. Nếu cảm nhận đầu gối nó hơi nóng nóng một chút thì có thể nâng cao người lên. Nếu mà chưa thì tăng cái độ căng một chút để nó giãn mềm thêm. Bình tĩnh, tiến công là đẩy thẳng tay lên đã. Đẩy thẳng tay lên đã. Chúng ta hạ chân phải xuống, đầu gối chân phải
chạm sát vào mép hàm bên phải. Cẳng chân phải gần ngang trước mặt, gần ngang thôi nhé, hoặc chéo cũng được. Hạ gối trái xuống. Chỉnh thêm chút này. Bây giờ thử lân lùi cái chân phải về sau ấy, để cho mặt đùi chân trái nó gần chạm sàn. Và làm chéo người sang bên trái. Chúng ta làm đè lên bàn chân. Chúng ta làm đè lên bàn chân nhé. Nằm đè lên bàn chân. Nằm chéo hẳn sang bên trái, chéo hẳn ra ngoài thảm. Cảm nhận từ từ thôi, liên quan đến toàn bộ phần chân. Nếu có thể thì đừng để cái mông phải nó bênh lên khỏi thảm nhiều quá. Vươn dài người về trước. Hít thở trầm. Chống tay xuống thẳng. Nâng người lên. Dừng bàn chân sau lên. Hít sâu một hơi này. Nâng lên tư thế chó giữ mình. Thật ra để cao mông. Để cao mông. Cứ đẩy cao lên. Tự khắc nó kéo giãn toàn bộ phần chân và sống lưng. Tất nhiên bàn tay chúng ta gồng chắc lại. Để căng các ngón tay ra. Hạ hai gối xuống thảm. Với bắp đùi và cánh tay vuông góc với sàn. Hai đầu gối gần vào nhau. Hai đầu gối gần vào nhau. Chúng ta sẽ duỗi một chân về sau. Nhưng điều kiện chú ý là toàn bộ phần mông, phần vai là giữ nguyên. Như là độ cao của hai vai này, độ cao của hai mông là giữ nguyên. Chỉ di chuyển mỗi cái chân thôi nhé. Chuẩn bị. Hít vào. Nén thở. Duỗi chân trái về sau. Duỗi từ từ thôi. Siết bắp đùi lại. Cảm giác như người mình nó duỗi dài về trước ấy. Hà xuống, thở. Chúng ta cảm nhận giống như mình đang đạp ấy, đang đạp gót về sau. Hít vào, đạp chậm thôi. Duỗi chân phải về sau. Độ cao của hai mông bằng nhau nhá. Đẩy ngực lên, vươn dài người về trước. Siết bắp đùi lại. Hà chân xuống, thở. Chậm chậm thôi. Thở chắc bàn tay chút cho đỡ mỏi cổ tay. Hít vào. Dưới chân bên trái. Thậm chí hướng cái ngón chân xuống sàn đi. Cho toàn bộ phần chân nó siết lại mạnh hơn. Khỏe chân hơn. Hà xuống, thở. Tất nhiên nếu ai đau gối thì chúng ta gấp thảm lại ở cái vị trí đấy. Kê khăn xuống. Nhấc vai lên, nhấc vai lên. Hít vào. Dưới chân là đừng cúi gục đầu như vậy. Hãy giữ cột sống cổ của mình nó song song với sàn. Bằng cách hơi ngẩng đầu lên một chút. Hà xuống, thở. Không nghiêng mông nữa nhé. Mông, độ cao mông giữ nguyên. Hít vào. Dưới chân bên trái. Siết bắp đùi lại. Hà xuống. Đạp gót đi. Hít vào. Dưới chân phải. Chậm thôi. Nào chỉnh phần cổ. Cột sống cổ song song với sàn mà. Cao lên. Cao lên. Hà xuống. Chúng ta có bó cổ tay. Chúng ta bó lại cho chắc. Hít vào. Nén thở. Trên bên trái. Siết bắp đùi lại. Nhấc vai. Hà xuống, thở. Độ cao hai mông bằng nhau mà. Giờ để viên gạch trên mông là viên gạch không được rơi. Hít vào. Trên bên phải. Cao thủ võ lâm là để ly nước trên mông.
Hạ xuống, thể hiện độ tĩnh, nhưng mà thật tĩnh vậy. Là một vòng nữa thôi ạ. Hít vào trên bên trái. Là căng chân, căng chân. Hạ xuống. Nghĩa là sự chuyển động nó chỉ là phần cơ đùi thôi và phần cơ lưng một chút thôi. Hít vào trên bên phải. Thẳng chân. Hạ xuống. Chân người về trước, nằm úp xuống. Hai tay chúng ta vươn dài về trước. Còn tay cái móc chặt vào nhau, chụm sát hai chân. Vươn dài tay ra, vươn dài tay. Chụm sát hai chân, gót chân chạm sát vào nhau. Thực tế châu chấu. Hít sâu một hơi. Nén thở, nâng tay, nâng chân lên. Căng mũi chân. Hạ xuống. Nào thẳng chân, chụm sát chân lại đi, chụm sát chân lại đi. Hít vào, nén thở, nâng lên cả tay cả chân, chụm sát chân, hạ xuống, hít vào, hít sâu, nén thở, nâng cao, nâng cao, nâng cao, nâng cao, nâng cao, hạ xuống. Hãy tập trung vào phần chân một chút để hai chân chúng ta không bị tách ra. Hít vào, nén thở, nâng lên, cao lên, cao lên, cao lên, căng chân, hạ xuống. Là ngón tay cái móc chặt vào nhau, cho lực cho nó khỏe hơn, hai ngón tay cái nữa. Hít vào, nén thở, nâng cao, nâng cao, nâng cao. Các động tác thể lực thì chúng ta phải dứt khoát, nhanh, hạ xuống. Lần nữa nha. Hít vào, nén thở, nâng lên, nào cố gắng lên, cao tay lên. Thôi. Hãy giữ tĩnh và cảm nhận sự bình yên. Hít thở trầm, hít thở sâu. Đây là động tác rất là thú vị luôn. Khi tập xong là mọi người nằm im. Hơi kéo sâu bàn tay xuống với tư thế con rắn. Hít vào đầy hơi, gồng cơ lưng, siết cơ bụng, nâng người lên. Thật ra chúng ta tập trung vào đốt sống ngực, đẩy mở ngực về trước, giống động tác đan tay sau lưng. Hít vào gập xong đầu lại này. Siết xong cơ bụng này, tiếp tục gồng cơ bụng và kéo mông lên. Thật ra đẩy cao mông. Là hai bàn chân song song mà. Để rút cao mông lên, giống như ai đang kéo cái mông mình lên trên. Hai bàn chân song song. Chúng ta đổi chân. Hít vào bước chân trái lên, tư thế trường tấn. Chân trái nhé. Chúng ta để căng người về trước. Thông thường cái động tác ấy, cái lớp mình chúng ta hay bị thói quen là gù lưng ấy. Nhưng khi giáo viên bảo là ngẩng đầu lên, mục đích chỉ là để cái cổ của mình này, cái đốt sống cổ và đốt sống ngực nó thẳng với nhau, giống như đang đứng như này là được. Không cần ngửa nhiều quá, không về sau lại thành mỏi cổ. Ví dụ động tác này chẳng hạn, thì khuôn mặt sẽ hướng thẳng xuống đất. Khi quen rồi ấy, khi mình chỉnh được lưng rồi ấy, thì khuôn mặt chúng ta sẽ hướng thẳng xuống, để cái cột sống cổ này, đốt sống cổ nó thẳng theo sống ngực. Và cảm giác giống như một mũi tên ấy, chúng ta kéo giãn người về phía trước.
toàn bộ cơ đùi gồng chắc lại theo động tác này. Hạ gối sau, xoay bàn chân trái sang bên trái một góc 45 độ, chuẩn 45 độ nhá. Hạ hai khuỷu tay xuống thảm. Hãy duy trì cái lòng bàn chân trái nó áp chạm xuống thảm, đừng để bênh. Cảm giác nếu mà cảm thấy mắc cái phần khớp gối mà khớp háng ấy thì lân lân cao lên một chút hoặc là lân dịch ra ngoài. Nhớ cảm nhận đầu gối nhá. Hơi đẩy ngực lên. Hơi duỗi dài sống lưng lên. Giữ tĩnh. Từ từ nâng lên tư thế con công. Tư thế con công. Chân trái chúng ta hạ xuống cái cẳng chân trái này. Mức tối đa thì nó sẽ ngang trước mặt, còn mức cơ bản nó sẽ chéo về phía sau một góc 45 độ, như là cái chân của chúng ta ấy. Và chúng ta làm chéo người sang bên phải. Với trường hợp đầu gối của ai chưa đủ khỏe, chúng ta có thể kê viên gạch ở dưới mông bên trái để nó đỡ cái trọng lượng cơ thể, nó không đè lên nhiều gối. Cái cảm giác căng của chúng ta ở đây, cảm giác căng chính là phần mông ở bên trái. Cái vị trí cảm thấy hơi căng căng một chút. Hít thở trầm. Hít ở trầm. Hãy vươn dài người về trước. Vươn dài người về trước. Và chú ý xoay cái chân sau úp lòng bàn chân, úp mu bàn chân xuống. Cái chân đang co thì duỗi thẳng mũi chân. Đấy. Để nó không bị bó cái đầu gối. Rồi từ từ ngồi dậy, thu hai chân này, duỗi thẳng hai chân về phía trước. Hai bàn chân dựng lên, càng duỗi phía tây, thì đấy càng duỗi. Hít vào hai tay vươn, đẩy ngực lên. Thật ra gập người xuống. Hai tay dựng ngón chân, kéo ngửa lòng bàn chân. Đẩy ngược lên. Nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Hãy tập trung chính vào thắt lưng của mình. Chỉ cần điều chỉnh lưng thẳng, tự khắc nó sẽ kéo giãn toàn bộ phần chân rất là đều. Không dùng dình, nhắm mắt lại thì hơi thở sâu hơn. Mình tập trung tốt hơn, cảm nhận tốt hơn. Muốn tăng thêm độ căng, chúng ta có rất nhiều cách. Nhưng chuẩn cơ bản, chúng ta chỉ cần chỉnh thẳng lưng thôi. Bằng cách mỗi lần thở, hãy ướt ngược lên. Để duỗi thẳng sống lưng. Giữ nguyên đầu, ngẩng đầu lên. Thở ra ướt ngược lên. Tập trung vào sống lưng, không cần gập xuống đâu. Tạo cho mình một thói quen đi, đó là thẳng lưng. Thói quen chúng ta là hay cúi đầu xuống, chúng ta hay cuộn tròn người lại. Chỉ cần một chút căng căng ở chân là được. Và hít thở sâu. Với ai đã thành thục tốt hơn, mỗi lần hít vào chúng ta có cảm giác như là vươn mình ra xa. Hít vào và thở ra đều vươn. Còn một chút nữa chạm vào trán. Chỉ giữ nguyên nhé. Tay giữ chặt ngón chân nhé. Hít vào nâng người lên. Tay vẫn giữ.
tay vẫn kéo căng, tay kéo căng. Hít vào đầy ngực. Thở. Vươn. Giữ nguyên lực ở tay nhé. Lặp lại một lần nữa này. Hít vào này, tay vẫn kéo căng. Vươn. Thở. Cảm thấy chưa? Gần tới. Đấy, cứ lặp lại vài lần là tới. Nhưng cái lực giữ ở tay ở chân là giữ nguyên. Rồi từ từ buông tay, buông tay. Cứ thế vặn mình, chúng ta co hai chân. Cẳng chân và bắp đùi tạo nhau góc vuông ở dưới gối. Thẳng lưng lên, thẳng lưng, ưỡn ngực lên. Hít vào thẳng lưng, xoay người sang trái, dùng khuỷu tay phải đẩy vào gối trái, thật ra nhìn về sau. Tay đằng sau nên chống bằng ngón tay. Lên, nghĩa là có thể chống cả bàn tay cũng được. Đấy. Mà khi mình quen rồi cơ. Chứ thường chúng ta chống cả bàn tay, chúng ta nhao người, ngả nghiêng người về sau. Xong lại gù mất lưng lại. Thì tiếp theo là mỗi lần hít vào thì chỉnh lưng thẳng. Thở thì tay đẩy mạnh vào gối một chút. Để xoắn được về sau. Và xoay cả cổ đấy, xoay cả cổ. Cái cảm giác ấy nó hơi căng căng cổ. Khi mà chúng ta xoắn hết tầm. Nhớ là thẳng lưng. Hai gối kẹp lại. Hít vào xoay lại sang bên phải. Thẳng lưng đã. Thật ra nhìn về sau. Cái tay có thể co, có thể nắm, có thể duỗi thẳng cũng được. Miễn là cái lực ở cái khuỷu tay này. Nó tăng dần đều lên. Nó không được lỏng ra đâu. Mình đang giống như đang vắt mà. Nào nhìn về sau. Chọn đúng cái nhịp thở. Thở ra chúng ta tăng độ căng. Hơi từ từ xoay lại. Chân vẫn giữ nguyên. À, chân phải chúng ta duỗi thẳng. Chân trái co. Hai tay đan giữ ở dưới đầu gối. Dưới bắp đùi. Giữ lưng thẳng. Mình sẽ thực hiện bằng cách là duỗi thẳng chân lên. Nghĩa là co chân và duỗi thẳng chân lên. Tùy vào độ khỏe của gối và đùi của mỗi người. Nếu mà chúng ta khỏe hơn thì tay chúng ta chỉ gọi là chạm thôi. Còn nếu mà chân mình chưa đủ khỏe thì mình sẽ... À đúng rồi, bê lên cũng được. Chuẩn bị. Thẳng lưng đã. Hít vào. Co cao chân. Nén thở duỗi chân. Khỏe hơn thì không cần dùng tay. Còn đùi mình chưa khỏe, gối chưa khỏe thì kéo cao nhẹ lên cái. Hỗ trợ lực một chút. Hà xuống, thở. Dễ đúng không? Mức cơ bản, giả sử lưng thẳng. Thì mức cơ bản chúng ta cần duỗi một góc chân mình ấy. Và thân ấy tạo góc 45 độ như này. Đây là mức cơ bản để kiểm tra độ khỏe của chân. Hít vào. Nén thở đầy ngực. Nào duỗi chân. Chậm thôi. Duỗi từ từ mình. Cao lên chị. Hà xuống, thở. Thả lỏng khuôn mặt. Hít vào. Nén thở, duỗi chân. Chéo lên nhá. Cái bàn chân chúng ta cao ngang khuôn mặt của mình ấy. Quý hiếm. Hỗ trợ tay một chút, tay đỡ một chút. Hà xuống. Tập yoga, có phải tập võ thuật đâu. Cứ nhìn thầy giáo lườm này. Hít vào. Kéo cao chân. Nâng lên. Nén thở để cho cơ siết mạnh hơn. 3 lần đúng không nhỉ? Hà xuống. 6 lần tất cả. Muốn khỏe hơn thì chúng ta tay đỡ nhẹ thôi. Hít vào. Nén thở. Duỗi chân. Hà xuống. Hít vào. Nén thở. Duỗi chân lên. À, cao lên, căng mũi chân, căng mũi chân. Hà xuống. Thẳng lưng nhá, thẳng lưng. Một lần cuối. Hít vào. Nén thở. Thôi. Đổi chân. Với vị trí cơ nó có cái kiểm tra thể lực. Ví dụ trong động tác này để kiểm tra độ khỏe của chân, của gối chúng ta. Thì điều kiện đầu tiên là lưng thẳng.
Sau đó chân chúng ta phải duỗi được một góc 45 độ. Còn thời gian nữa thì trung bình khoảng 30 giây nhé. Chúng ta giữ khoảng 30 giây thì nó kiểm tra đầy đủ được cái độ khỏe của chân của mình. Nhớ là thẳng thẳng lưng nhé. Gù lưng này thì hướng thẳng lên trần cũng được. Thẳng lưng. Ta đổi chân. Đẩy ngược lên, đẩy thắt lưng. Hít vào. Nén thở, duỗi chân. Thẳng lưng cái khác biệt luôn. Gồng chân, gồng đùi. Hạ xuống. Hít vào. Hít sâu, nén thở, dưới chân, căng mũi chân, hạ xuống, nhưng thả lỏng vai nhé, giơ cái chân gồng hết cả vai lại. Hít vào, nén thở, các 45 độ ấy, đẩy ngược lên, hỗ trợ tay một chút đi. Hạ xuống, nhìn dễ nhưng mà cũng không dễ đâu. Hít vào, nén thở, dưới chân, tay đỡ dưới đùi, hạ xuống, hít vào, hít sâu, nén thở, dưới chân phải, cao chân, hạ xuống, nó rơi xuống dùng tay kéo lên, hít vào, nén thở, thôi. Là mới biết là chân mình nó phải lao động vất vả nào. Bây giờ dễ hơn nhé, thực hiện cả hai chân. Hai chân co lại, tư thế cầm thuyền. Hai tay đỡ dưới đùi. Nào, trước tiên kéo gối gần vào bụng đã, gần vào ngực đã. Thì được khỏe mỗi người chúng ta rất nhiều lựa chọn thực hiện nhé. Hít vào. Trước tiên nâng gót chân cao ngang với gối đã, tay đỡ dưới đùi. Thật là giữ hoặc là bỏ tay ra, tùy vào độ khỏe của mỗi người. Muốn nâng cao hơn nữa thì chúng ta sẽ duỗi thẳng chân lên. Thời gian 30 giây. Tay cứ đỡ dưới đùi. Vừa rồi làm đúng đấy. Kéo gót chân, kéo gối gần vào ngực đã. Duỗi được bao nhiêu rồi? Duỗi một trận cũng được. Đấy, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Cao chân lên. Chúng ta nên kiểm tra luôn là vấn đề của gối của mình đang gặp vấn đề gì luôn. Gối và đùi. Hồi hạ xuống. Rồi nằm xuống. Hai chân chúng ta co lại. Gót chân gần mông. Gác bàn chân phải lên đầu gối chân trái. Bàn chân phải lên đầu gối. Đúng rồi. Bàn chân không phải là bắp chân. Từ từ, đúng rồi. Bây giờ tay phải chúng ta luồn vào trong giữa hai chân. Tay phải. Hai tay ôm lấy đùi trái. Đùi chân trái. Đúng rồi. Nâng gót chân trái lên, bàn chân trái lên. Cứ giữ nguyên, chả làm gì cả. Dễ chịu mà. Hơi căng căng một chút ở phần chân. Ai muốn tăng thêm độ căng thì chúng ta đẩy cái gối phải, nhấn gối phải sâu dưới một chút là được. Hai tay đan này, để tay không, để chân không bị tuột rơi ra. Hạ chân xuống. Đổi chân. Gác bàn chân trái lên đầu gối chân phải. Tay trái vòng ở giữa hai chân. Tay phải bên ngoài. Hai tay đan ôm với đùi phải. Và giữ nguyên thôi, chả cần làm gì cả. Tự thấy độ căng đúng không?
Hít thở chậm chút. Từ từ buông tay, hạ chân xuống. Với động tác cuối, tư thế kịch cầu, gót chân gần đầu mông. Khoảng cách hai chân rộng bằng vai. Thì tất nhiên không đo đúng không? Thì chúng ta cứ để hai tay mình song song với sàn, áp sát vào thân ấy, và sờ được vào gót chân thì hai chân nó gần song song. Là mũi chân hơi xoay vào trong một chút. Hít sâu một hơi. Thích rộng của nâng mông lên. Thật là giữ. Bước 1, đẩy cao. Bước 2, hơi ép gối vào trong một chút. Để tăng cường sức mạnh cho phần chân. Thì toàn bộ phần cơ đùi nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nó siết toàn bộ phần cơ đùi này. Hạ xuống. Chụp sát hai chân. Rút thẳng chân. Hít sâu một hơi. Hai tay đan lại. Thật ra vươn về sau đầu. Vươn về sau đầu. Để căng tay, căng chân. Thả lỏng tay. Hai tay đan ôm lấy gối. Thả lỏng toàn bộ phần thắt lưng. Chỉ duy nhất bàn tay chúng ta gồng lại để giữ. Toàn bộ phần vai, phần cổ. Thả lỏng. Để thả lỏng được, hãy thở chậm một chút. Nhắm mắt lại. Cứ mỗi một nhịp thở thì mình chọn một cái vị trí nào đó mà mình muốn buông, đặc biệt vùng vai. Thông thường các cô, các chị là hay bị mỏi phần vai do dùng điện thoại hay do chúng ta siết cơ cổ nhiều quá. Nghĩ đến vị trí vai. Thông thường mà thả lỏng ấy thì đầu chúng ta nó có thể nó sẽ bị nghiêng sang một bên. Giữ nguyên phần chân như vậy nhé, nhưng tay thì buông ra, làm nghiêng hẳn sang bên trái. Nghiêng hẳn sang bên trái. Trước tiên làm nghiêng hẳn sang bên trái đã, chạm chân xuống đất. Chạm hẳn chân xuống đất. Sau đó đầu mới xoay ngược lại. Nghiêng hẳn sang. Gác hẳn chân sang bên. Thả lỏng bàn tay. Đầu xoay ngược lại và thả lỏng bàn tay. Cái lòng bàn tay ngửa lên trên. Thì dễ chịu là được. Thả lỏng cổ, thả lỏng cổ. Thả lỏng cổ. Thả lỏng vai. Hít thở chậm lại. Nâng lên, chúng ta đổi bên. Nằm nghiêng hẳn, trước tiên nằm nghiêng hẳn sang bên phải đã.
Hãy để cái chân trái của mình vượt qua chân phải bên dưới, nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều lần. Sau đó mới xoay người ngược lại. Thả lỏng tay ra, thả lỏng tay ra. Đừng gồng tay. Khi mà thả lỏng thì cái bàn tay, các ngón tay sẽ co lại. Mình không cử động đâu, đừng cử động. Dùng suy nghĩ thôi. Khi chúng ta bị tắc nghẽn phần vai, toàn bộ phần cánh tay nó hay bị cứng lại. Với phần chân bên dưới thì thả lỏng phần thắt lưng. Rồi bây giờ làm nghiêng hẳn sang bên phải. Rồi xin mời cả lớp mình ngồi dậy. Cả lớp tập trung nhé. Mời lớp nghỉ ạ. Rồi về ăn sáng, cà phê. Ok, vừa rồi là kết thúc bài tập trong ngày hôm nay. Thì các bạn lưu ý một chút với cái phần liên quan đến gối. Thì cái phần gối thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau để hình thành nên vấn đề bệnh lý liên quan đến gối. Có thể nguyên nhân do bàn chân của chúng ta nó bị mất cân bằng. Một số người bị bàn chân bẹt ấy, chúng ta cũng bị cái vấn đề liên quan khớp gối. Tại vì cái cấu trúc bên dưới nó mất cân bằng thì cái gối bên trên nó bị chồng chành, nó giống như cái móng nhà đấy. Cái móng nhà nó bị mất ổn định. Thế nếu mà trong trường hợp mà bạn bị bàn chân bẹt thì bạn kiểm tra là cái lòng bàn chân, nếu mà chúng ta để chân đất ấy, nó phải tạo ra cái vòng cầu ở bên trong của chân, thì đấy là cái chân bình thường. Còn nếu mà nó áp sát hết xuống mặt sàn thì đấy như là bàn chân bẹt. Thế thì khắc phục bằng cách là có thể là sử dụng các bài tập hoặc là sử dụng đi giày thể thao loại chuẩn, giày thể thao chuẩn, nó sẽ hỗ trợ chân của bạn nó tốt hơn. Các loại liên quan đến guốc các thứ nó cũng ảnh hưởng đến cái vị trí chân của chúng ta, hay đi tông chẳng hạn ấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là bàn chân bẹt, ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ hai nữa là chân bị vòng kiềng, kiềng X hoặc kiềng O, nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng khớp gối của bạn rất là trầm trọng. Yếu tố thứ ba nữa là duy trì cân nặng. Các bạn để ý trong lớp chẳng hạn, những học viên mà bị cân nặng nhiều là chúng ta dễ bị vần gối nó dễ bị hỏng hóc, hay là dễ bị suy yếu rất là nhanh. Thì bạn để ý là duy trì cho mình cái cân nặng một cách ổn định. Và mục tiêu của bài tập đó là tăng cường lượng cơ xung quanh của chúng ta lên, nghĩa là kích thích cái sự cơ phát triển của cơ bắp nhiều hơn để hỗ trợ cho chân chúng ta nó khỏe hơn. Ví dụ phần cơ đùi của chúng ta thì nó yếu thì nó hạn chế cái quá trình vận động của chúng ta đi. Tất nhiên nó làm cho phần gối sẽ bị chịu cái rung chấn mạnh hơn nữa. Như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng khớp gối của chúng ta. Và tiếp theo là bài tập nó là kéo giãn, tăng cái sự linh hoạt, cái biên độ xoay của các cái khớp nó tốt hơn, thì sẽ giúp phục hồi cho khớp gối của chúng ta nó tốt hơn. Thì tất nhiên các bạn nhớ là tập luyện là một phần, nhưng chúng ta phải hạn chế những tác nhân gây ảnh hưởng đến khớp gối, đặc biệt là cân nặng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phục hồi khớp gối. Chỉ cần giảm 1 kg cân nặng thôi, bạn đã giảm 1,8 kg trọng lượng áp lực lên gối. Tại sao thừa 1 cân mà gối lại chịu 1,8 cân? Nguyên nhân là chúng ta còn đi lại mà, thì chúng ta giảm xuống. Thì với 1 cân nặng, bạn cầm thêm 1 viên tạ 1 cân, nhưng mà cơ thể của bạn ấy, cái vị trí gối bạn giẫm đất, nó tạo một rung chấn và tạo tầm khoảng một lực là 1,8 kg tác động lên khớp gối. Do vậy là ảnh hưởng khá là mạnh đến khớp gối chúng ta. Do vậy phải xử lý cái việc cân nặng một cách triệt để. Tiếp theo là tăng lượng cơ trong cơ thể chúng ta lên để cho cơ bắp nhiều hơn thì khỏe hơn, đúng không ạ? Thì đấy là những lưu ý cơ bản nhất mà chúng ta cần để ý nếu mà chúng ta bị vấn đề đau khớp gối. Còn vài nguyên nhân nữa liên quan đến viêm do chế độ gọi là mất cân bằng về chế độ ăn uống, như là gút chẳng hạn ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh, có thể sử dụng thêm thuốc hoặc là điều chỉnh cái thực đơn của chúng ta, ưu tiên các cái lượng đạm tốt hơn, nghĩa là các loại đạm liên quan thực vật,
thay vì ăn nhiều quá lượng đạm liên quan đến động vật, hoặc là ăn với cường độ nhiều, giống như chúng ta đi ăn lẩu, ăn nướng chẳng hạn, chúng ta ăn với cường độ rất là lớn trong thời gian rất là ngắn thì cơ thể chúng ta nó không đào thải được, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề khớp chúng ta rất là nghiêm trọng. Thì hy vọng với bài tập vừa rồi sẽ giúp ích cho bạn, cũng như hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho bạn trong việc là điều chỉnh cái sức khỏe của mình. Thì nếu bạn thấy những bài tập này là hay và bổ ích thì thứ nhất có thể lưu lại để tập luyện hàng ngày, thứ hai để giúp Kim Ba chia sẻ nó cho những người xung quanh, hoặc tag tên những người bạn đang gặp vấn đề về khớp gối để họ có thể lắng nghe những chia sẻ này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, cũng như cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi livestream. Xin chào.